Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhu cầu máu và các chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nặng không giảm mà còn tăng lên. Trong khi đó, nhiều đơn vị đã hoãn tổ chức hiến máu, làm cho lượng máu tiếp nhận giảm gần 75%. Lượng máu phục vụ cho công tác điều trị đang thiếu hụt nghiêm trọng, phản ánh của phóng viên thời sự. Khi dịch COVID-19 đợt thứ tư xuất hiện vào cuối tháng 4 năm 2021, tình hình tiếp nhận máu của Trung tâm Huyết học Truyền máu bắt đầu gặp nhiều khó khăn do các đơn vị đã hoãn tổ chức hiến máu để tập trung phòng chống dịch. Đối với khối tiểu cầu thì càng khó khăn hơn vì nguồn người hiến rất hạn chế, mặc dù ban chỉ đạo các địa phương cố gắng vận động và đưa người đến hiến bổ sung. Trong tháng 5 năm 2021, trung tâm chỉ tiếp nhận được gần 950 đơn vị máu và 243 đơn vị khối tiểu cầu từ các đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện của Thừa Thiên Huế và những người đến hiến tình nguyện tại trung tâm. Trong khi đó, trung tâm đã cung cấp cho Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trong khu vực 2.320 đơn vị khối hồng cầu và 240 đơn vị khối tiểu cầu máu. Để chủ động nguồn máu trong các tình huống cấp cứu, các câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống là lực lượng dự bị sẵn sàng trong trường hợp cấp cứu và đột xuất, bù cho số lượng lớn sinh viên ngoại tỉnh không thể về Huế học tập trung. Tại vì em là sinh viên y thì em cũng nhiều lần em đi viện rồi, thì em thấy bệnh nhân họ rất là thiếu máu họ cần. Mà trong cái lúc dịch bệnh như thế này nữa thì cái nhu cầu máu của mình thì rất là thiếu, nên là em nghĩ là nên đi như lúc này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đây là lần thứ 3 em hiến máu nhân đạo. Và do mà em đi hiến máu là cũng bởi vì là tại vì em còn trẻ nên là em nghĩ là em còn hiến được khi mà không có hiến. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2021, riêng câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Bệnh viện Trung ương Huế đã hiến gần 300 đơn vị máu và tham gia Ngân hàng Máu Sống cung cấp kịp thời máu và khối tiểu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Trong thời gian qua, Trung tâm Huyết học Truyền máu cũng đã chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị bộ đội, điện lực, viện kiểm sát tổ chức hiến máu và đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu và tiểu cầu. Thì ngoài các hoạt động chuyên môn hàng ngày của các bác sĩ điều dưỡng trong khám chữa bệnh, thì hôm nay thì cũng đoàn Bệnh viện Trung Huế phát động phong trào hiến máu tình nguyện để hỗ trợ cái nguồn máu đang khan hiếm tại Bệnh viện Trung Huế, cũng như là kêu gọi tất cả các tinh thần tất cả các bạn đoàn viên trẻ luôn hỗ trợ bệnh viện trong những giai đoạn khó khăn. Đi tiếp nhận máu ở các đơn vị thì tổ chức tuân thủ các cái quy định như vậy, khai báo y tế, khẩu trang khử khuẩn và giãn cách. Cùng một thời điểm thì có thể là chỉ lấy máu từ 10 đến 20 trường hợp và tuân thủ các cái quy định. Còn tại bệnh viện thì chúng tôi cũng tổ chức lấy máu liên tục trong các ngày và cùng một lúc thì không tập trung nhiều người đi hiến máu. Hàng tháng, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế cần có tối thiểu 4.500 đơn vị máu để đáp ứng cho nhu cầu điều trị của Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện trong khu vực, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số bệnh viện tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong tình hình lượng máu thiếu hụt hiện nay, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo Trung tâm trong trường hợp cấp cứu cố gắng đáp ứng và ưu tiên nguồn máu và các chế phẩm máu cho cấp cứu và bệnh nhân nặng. Nếu thiếu máu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều trị đối với những bệnh nhân cần truyền máu và các chế phẩm máu. Tình trạng này cũng không chỉ nguy hiểm đối với các bệnh nhân nặng nói chung mà cả đối với bệnh nhân bị bệnh máu nói riêng.